F0 không lo bị tái nhiễm COVID-19 nếu biết sớm điều này. Dù là ai cũng nên biết. Kính chào quý cô bác và các anh chị đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, hiện nay thì hầu hết ai trong số chúng ta cùng biết một điều rằng những người mà đã từng F0, trong cơ thể của họ sẽ có một khả năng kháng thể với virus chống lại dịch bệnh. Tuy nhiên thì tình trạng tái nhiễm virus COVID-19 vẫn cứ xảy ra và được rất nhiều người đã kiểm chứng. Tái nhiễm COVID-19 có nghĩa là đã từng là F0 khỏi bệnh nhưng mà vẫn bị nhiễm lại COVID-19, thậm chí là tái nhiễm lại nhiều lần. Vậy thì vì sao F0 lại bị tái nhiễm lại? Và những người này cần phải lưu ý điều gì để có thể không bị tái nhiễm COVID-19 trở lại? Trong video ngày hôm nay thì mời quý cô bác và các anh chị hãy cùng chúng tôi lắng nghe những phân tích và những cách phòng tránh của các bác sĩ trên thế giới để biết cách phòng ngừa sau này. Thứ nhất, vì sao nhiều người lại bị tái nhiễm COVID-19? Kính thưa quý cô bác thân mến, theo như các chuyên gia y tế thì sau khi khỏi bệnh, cơ thể của bệnh nhân sinh ra một kháng thể đủ để chống lại virus SARS-CoV-2. Và cũng chính vì vậy mà hầu hết những người mà từng mắc COVID-19 sẽ không tái nhiễm với virus trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, thì theo một nghiên cứu của chuyên gia miễn dịch thuộc Đại học Boston, Ron Amkern, thì số lượng kháng thể SARS-CoV-2 được sinh ra trong mỗi một người là khác nhau. Chính vì thế, đối với cơ thể của một số người thì lượng kháng thể này không có đủ mạnh hoặc là không tồn tại đủ lâu, giúp cho họ miễn dịch hoàn toàn với bệnh trong một thời gian dài. Hơn nữa, việc xuất hiện thêm các biến chủng mới nguy hiểm hơn cũng là nguyên nhân chính cho tình trạng tái dương tính của các F0. Bởi vì kháng thể của bệnh nhân có được khi khỏi bệnh không có khả năng chống lại sự thay đổi của các biến chủng mới. Cụ thể là trong thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều biến thể đáng lo ngại như là biến thể Alpha, biến thể Beta, biến thể Gamma, biến thể Delta và mới đây gần nhất là biến thể Omicron. Các chủng này đều có khả năng lây lan nhanh chóng với các chủng virus đột biến nguy hiểm. Tuy nhiên, nói về nghiên cứu này thì tiến sĩ Kami Kim, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lưu ý rằng quý cô bác vẫn nên thật cẩn thận, không có chủ quan và hiểu sai rằng đã từng nhiễm COVID-19 thì không cần phải tiêm vaccine nữa. Bởi vì việc tiêm vaccine sẽ giúp cho quý cô bác làm tăng lượng kháng thể với virus SARS-CoV-2 trong cơ thể của mình và sẽ có thể bảo vệ được quý cô bác khỏi tình trạng tái dương tính. Bên cạnh đó thì tuy rằng hầu hết các bệnh nhân tái nhiễm đều không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhưng mà nhẹ, nhưng mà điều này không có nghĩa là họ không có khả năng lây cho người khác. Do đó thì các chuyên gia y tế cần phải khuyến cáo những người mà đã nhiễm COVID-19 cần phải tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ để được bảo vệ cho bản thân và cho cả cộng đồng. Làm gì để phòng ngừa tái nhiễm COVID-19? Việc cô bác đã mắc hay là chưa mắc COVID-19 thì cũng cần phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chống dịch. Đây cũng chính là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa nhiễm bệnh và tái nhiễm bệnh do COVID-19. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất là quý cô bác cần phải tiêm phòng đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19 càng sớm càng tốt. Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên đều phải tiêm nhắc vaccine khi mà đủ điều kiện. Hiện nay đã có thông tin tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, cho nên quý cô bác cũng cần phải cập nhật tin tức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mới nhất để có kế hoạch cho con, cho cháu của mình đi tiêm, phòng ngừa bệnh. Thứ hai là luôn đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc với người khác là vô cùng quan trọng và cần thiết. Khi mà đeo khẩu trang thì cần phải điều chỉnh cho khẩu trang vừa khớp che kín mũi của mình và miệng của mình. Việc làm này không những bảo vệ cho bản thân của quý cô bác mà còn làm bảo vệ được cả những người xung quanh, góp phần làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh một cách vô cùng hiệu quả. Thứ ba là tự tăng sức đề kháng cho bản thân bằng cách ăn uống đầy đủ và tập thể dục thể thao một cách đều đặn. Đây chính là cách tốt nhất mà giúp cho một người chiến thắng được virus dù bị nhiễm hoặc là tái nhiễm. Thứ tư, nên tránh lại gần, hòa vào đám đông và đặc biệt
là hạn chế ở trong những không gian kém bị thông gió ở trong nhà. Thứ năm, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, sau đó lau tay thật khô. Nếu phải ra ngoài đường và không tiện rửa tay, thì cô bác nên mua cho mình một chai dung dịch sát trùng tay, chứa ít nhất 60% cồn để bảo vệ tốt bản thân mình mọi lúc, mọi nơi. Chuyên gia chỉ cách xúc họng đúng giúp ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19. Thưa quý cô bác thân mến, theo chuyên gia y tế thì SARS-CoV-2 cũng giống như các loại virus gây viêm đường hô hấp khác. Sau khi vào vùng họng của chúng ta, virus đó sẽ xâm nhập vào các tế bào niêm mạc và nhân lên. Từ một con sẽ sản sinh ra hàng trăm con. Trong thời gian ủ bệnh thì virus sẽ xâm nhập vào nhiều tế bào trong cơ thể chúng ta và người mang virus sẽ không có triệu chứng, cho nên người khác không thể biết được. Do đó, những F0 này có thể âm thầm lây truyền virus sang những người khác. Vậy cho nên, quý cô bác có thể thấy rằng để phòng tránh bị nhiễm bệnh hay là lây truyền cho người khác thì quý cô bác cần phải cố gắng ngăn chặn virus đó đi vào vùng hầu họng của chính mình. Ngoài thực hiện tốt biện pháp 5K thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc xúc họng thường xuyên bằng dung dịch diệt khuẩn là một biện pháp mang lại nhiều hiệu quả trong việc bảo vệ quý cô bác khỏi bệnh COVID-19. Theo như Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Bích Đào, Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, quý cô bác có thể xúc miệng bằng nước muối nhạt, ấm và các dung dịch sát khuẩn họng mỗi một ngày để phòng chống lây nhiễm COVID-19. Và phần tiếp theo của video ngày hôm nay thì sẽ thông tin tới quý cô bác về một số loại nước xúc miệng được các chuyên gia y tế khuyên dùng. Thứ nhất là nước muối pha. Cô bác có thể tự pha lấy nước muối để mà xúc miệng theo một công thức như sau. Cô bác sẽ lấy 1 lít nước đun sôi để nguội, pha với 9 gram muối để được dung dịch có nồng độ 0,9% muối. Đặc biệt vào những ngày trở lạnh thì cô bác nên dùng nước ấm để mà pha nước muối xúc họng cho mình. Thứ hai, nước muối sinh lý. Ngoài việc tự pha nước muối tại nhà thì cô bác có thể mua nước muối sinh lý 0,9% có bán sẵn tại các nhà thuốc để xúc họng cho mình. Thứ ba là nhóm kháng sinh xúc họng. Kính thưa quý cô bác, thì hiện nay loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất để pha chế các thuốc xúc họng chính là Veribone Tirotinsin. Tuy nhiên, khi mà mua và sử dụng các kháng sinh xúc họng này thì cô bác cần phải tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ và lưu ý rằng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Thứ tư, nhóm sát khuẩn. Đối với nhóm sát khuẩn, khuẩn họng thì cô bác có thể tham khảo các loại thuốc sát khuẩn thường được sử dụng hiện nay như là Betadine, Garin, Givarex, Chlorithoxin, BBM, muối Borat, muối Bicarbonate và Methone. Ngoài việc tham khảo các loại nước muối xúc họng thì cô bác cũng cần phải chú ý thời điểm xúc họng để có hiệu quả phòng bệnh cao nhất. Đầu tiên thì cô bác phải xúc họng ngay khi vừa đi ra ngoài đường về hoặc là xúc họng ngay sau khi tiếp xúc với những nguồn có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời, cô bác cũng cần phải xúc họng khi mà họng mình cảm thấy đau rát, cộm, vướng hoặc là khó chịu ở vùng họng. Cô bác cần lưu ý rằng xúc miệng bằng nước muối hoặc là các dung dịch sát khuẩn trong họng nhiều lần trong một ngày và khoảng cách giữa mỗi lần xúc họng là khoảng 1 giờ. Sau khi xúc họng thì cô bác cũng cần phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản để phòng bệnh hiệu quả hơn. Thứ nhất là cô bác cần phải cố gắng để đưa dung dịch nước xúc họng đúng sâu nhất vùng cổ họng của mình mà cô bác có thể chịu đựng được. Bên cạnh đó thì cô bác nên xúc họng mỗi lần khoảng 2 phút, trong đó thì có 3 lần đưa dung dịch xuống vùng họng, mỗi một lần khoảng chừng 15 giây. Sau khi xúc họng xong thì cô bác không nên xúc lại bằng nước để có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả hơn. Đồng thời, quý cô bác chỉ nên xúc họng khoảng chừng 5ml dung dịch xúc họng mỗi lần là đủ. Bởi vì lượng dung dịch càng nhiều thì càng khó đưa dung dịch xuống sâu vào vùng hầu họng. Ngoài ra thì cô bác nên xúc họng trước khi đi ra ngoài và ngay khi từ ngoài về nhà, hoặc là xúc họng ngay sau khi tiếp xúc gần với người khác. Nếu như quý cô bác đang ở trên máy bay thì nên xúc họng 3 giờ mỗi một lần với dung dịch sát khuẩn cho hết xin. Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay thì cô bác có thể lưu ý được những
những điều cần thiết và có thể chăm sóc cho bản thân mình và người thân của mình một cách tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ.